kính thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị tít lan kính thưa các quý vị đồng nghiệp thì sau đây tôi xin trình bày về một cái chủ đề mà chúng ta cũng thường xuyên gặp trên lâm sàng đấy là những trường hợp mà tràn dịch đa màng vào với các bác sĩ hô hấp À, thì tràn dịch đa màng là một cái hiện tượng mà dịch xuất tiết nhiều hơn mức bình thường ở một trong những cái khoang của cơ thể à, và cái khoang mà chúng ta thường gặp nhất đấy là về khoang màng phổi, à, màng tim và màng bụng à, và các bệnh nhân hô hấp của chúng ta là thường là vào với chúng ta là vì à, các đồng nghiệp chuyển đến là vì có dịch ở trong khoang màng phổi về chẩn đoán tràn dịch màng phổi là xác định là à, tràn dịch đa màng xác định thì không hề khó à, vì những cái kỹ thuật thủ thuật như là chọc uh, dịch màng phổi rồi chọc dịch màng bụng và cũng có thể là chọc dịch màng tim thì chúng ta uh, dễ dàng tiến hành trên lâm sàng. Uh, nhưng có một số uh, nhưng nhiều cái trường hợp để chẩn đoán nguyên nhân uh, thì cũng cũng khó và cái nguyên nhân tràn dịch đa màng thì uh, nó có thể là bệnh lý ở nhiều cơ quan cả cái nguyên nhân nhiễm trùng hoặc là không nhiễm trùng biểu hiện lâm sàng thì đa dạng và phụ thuộc vào nguyên nhân cũng như là phụ thuộc vào cái mức độ dịch nhiều hay ít ở tại các khoang và về cơ chế hình thành dịch ở trong các màng, tại vì khi mình hiểu cái cơ chế thì mình sẽ dễ dàng để mình tìm được cái cái căn nguyên thì có bốn cái cơ chế mà chúng ta cũng đã biết một là cái tăng áp lực thủy tĩnh thì chúng ta hay gặp trong những trường hợp mà suy tim bệnh nhân vào mà có tràn dịch đa màng lại có cái tiền sử bệnh lý tim mạch thì bao giờ các bác sĩ bảo là cái này có phải là do tim hay không rồi giảm áp lực keo gặp trong những cái trường hợp những cái bệnh lý toàn thân mà gây giảm protein trong máu à, ví dụ bệnh lý của thận rồi bệnh lý của gan À, tăng tinh thấm mau mạch thì đây là một trong những cái, cái, cái cơ chế mà gây tràn dịch màng phổi dịch tiết nhiều và chúng thông thường chúng ta gặp à, tăng nghẽn bạch huyết thì cái này nó là gây tràn dịch dưỡng chấp có thể gặp trong ung thư hoặc là trong chấn thương thì đây là bốn cái cơ chế mà hình thành các dịch ở trong màng phổi và cũng như là trong các màng nói chung và để chẩn đoán cái tràn dịch đa màng thì như các quý vị đồng nghiệp biết đấy là khi vào tràn dịch thì bao giờ cái câu đầu tiên các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng hỏi đấy là dịch thấm hay dịch tiết và cái đấy là bắt buộc là phải làm thế thì ở đây nếu mà trong trường hợp cái câu trả lời là dịch thấm rồi thì chúng ta sẽ tìm những cái căn nguyên khác chứ chúng ta không cần làm thêm những cái thăm dò xét nghiệm tức là lấy từ từ dịch các khoang dịch trong màng phổi trong màng phổi màng tim cũng như là màng bụng chúng ta phải tìm những cái căn nguyên mà các bệnh lý cơ quan mà toàn thân khác À, thế còn đối với cả dịch tiết thì lúc đấy chúng ta phải tìm làm các xét nghiệm ở trong dịch để chúng ta tìm các nguyên nhân à, thì người ta cũng chia ra làm à, những cái nhóm một là xét nghiệm về tế bào và gần đây nhất thì à, có cái xét nghiệm về khối tế bào hay là tiếng anh gọi là cell block thì à, có rất nhiều những cái bệnh viện tuyến trung ương là chúng ta đã chỉ định vì các labo về à, giải phẫu bệnh người ta đã đáp ứng được và từ khi có cái xét nghiệm về khối tế bào thì chúng ta thấy rằng là cái, cái làm cái tăng tỷ lệ trần đoán à, và xét nghiệm về sinh hóa vi sinh à, và đây cũng là cái phần mà mục tiêu chính trong cái bài trình bày của tôi đấy là chúng ta sẽ tiếp cận những cái xét nghiệm về tế bào sinh hóa và vi sinh và những cái căn cứ những cái bằng chứng những cái gợi ý nguyên nhân trên cái nhóm xét nghiệm này À, về nguyên nhân của dịch thấm đúng không? thì đây là tôi cũng sẽ điểm qua đấy là à, chúng ta khi mà nói đến dịch thấm thì chúng ta không cần phải làm những cái xét nghiệm trong dịch màng phổi thì lướt qua về những nguyên nhân một là suy tim à, những cái bệnh nhân mà có à, giảm cái áp lực keo ở trong máu hội chứng thận hư sơ gan rồi suy dinh dưỡng hội chứng đờ mông mếch là cái hội chứng mà chúng ta cũng gặp ở trên lâm sàng là những cái bệnh nhân mà có u năng buồng trứng sau đấy thì xuất hiện tràn dịch à, thận ứ nước rồi những cái trường hợp mà có thẩm phân phúc mạc à, tắc tĩnh mạch À, thuyên tắc phổi cũng có thể gặp à, những cái nguyên nhân mà tràn dịch đa màng à, và cũng hay gặp ở trong trường hợp tràn dịch màng phổi và kèm theo tràn dịch màng bụng à, màng mà, màng tim tuy nhiên đây tôi cũng có muốn nói đấy là gì à, chúng ta có thể là có những khi bệnh cảnh lâm sàng mà nó phối hợp tức là có thể bệnh nhân vào với chúng ta với tràn dịch màng phổi chúng ta nhận định là dịch tiết nhưng mà màng màng tim với cả màng bụng thì có thể lại là dịch thấm thế còn ở đây thì chúng ta cũng nói là có những cái nhóm bệnh nhân mà tràn dịch màng dần dịch tiết là cả cả các màng thì mình cũng sẽ đánh giá à, trên các xét nghiệm à, thì một là cái nhóm đầu tiên là nhóm cái viêm có thể là viêm phổi hay là cái viêm toàn thân viêm màng bụng do vi khuẩn lao lao đa màng chúng ta cũng đã gặp với cái tỷ lệ không hề nhỏ à, những cái trường hợp mà nhiễm virus hoặc là những cái vi khuẩn không điển hình à, bệnh lý của tụy tạ, những cái trường hợp mà viêm phúc mạc à, những cái bệnh lý của bệnh hệ, hệ miễn dịch như là viêm khớp dạng thấp Blue boot ban đỏ hệ thống à, và gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái sự phát triển của chuyên ngành sản thì có rất nhiều những cái trường hợp mà bệnh nhân dùng những cái liệu pháp hormone để làm chữa, tăng cái sự phát triển của trứng và tăng cái khả năng tụ tinh thì uh, chuyên khoa hô hấp cũng gặp rất nhiều trường hợp mà bệnh nhân tràn dịch đa màng vào uh, vì là dùng những cái hormone và nó kích thích tăng cái tiết dịch ở các màng thì uh, trung tâm hô hấp chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy. À, rồi một trong những cái nguyên nhân trình tràn dịch đa màng, dịch tiết với tỷ lệ không nhỏ đấy là những cái ung thư ở tại các cơ quan ở phổi, ở gan, ở buồng trứng, ở tiền liệt tuyến và ung thư vú. À, một cái nguyên nhân nữa đấy là cái tràn dịch dưỡng chất ở màng phổi cũng như là các màng thì chúng ta thấy là có cái tình trạng mà tổn thương của hạch bạch huyết gây ung thư di căn rồi chấn thương à, những cái ung thư ở sau phúc mạc rồi có thể có những cái tổn thương lao nhưng nó gây tổn thương hệ bạch huyết thì cũng có thể có tràn dịch dưỡng chất à, và những cái trường hợp mà bệnh nhân có bất thường bẩm sinh của hệ bạch huyết có thể xuất hiện ở những cái thời điểm à, không phải là bẩm sinh ngay từ nhỏ mà có thể xuất hiện trong những trường hợp mà à, trong cuộc đời về nguyên nhân tràn dịch đa màng thì cũng khi tìm hiểu các nghiên cứu thì chúng tôi cũng thấy rằng là ở trên các nghiên cứu ở thế giới cũng như là ở Việt Nam thì cũng ít có các nghiên cứu mà nói đến xem là mình thống kê xem các nguyên nhân như thế nào thì ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bình Mai chúng tôi thì cũng đã có một cái nghiên cứu được báo cáo vào năm 2014 khi chúng tôi thống kê được 96 cái trường hợp mà tràn dịch đa màng thì chúng tôi cũng chẩn đoán là sau khi uh, sau khi làm tất cả các xét nghiệm chẩn đoán thì là viêm mạng tính cũng chiếm đến 40 trường hợp ở à, bên cạnh ung thư di căn là 25 trường hợp à, 25 phần à, trăm lao là 27 phần à, trăm và trong đấy thì có độ khoảng 10 phần thì chúng tôi chẩn đoán một cái nguyên nhân của miễn dịch đấy là à, lupus và suy suy giáp và thì thì đấy là cái về các nguyên nhân về chẩn đoán của tràn dịch đa màng thì của màng phổi màng tim và màng bụng thì chúng ta cũng thấy rằng là chẩn đoán một cái bệnh lý gì đấy thì chúng ta cũng dựa vào các triệu chứng về lâm sàng triệu chứng cận lâm sàng và đặc biệt cái tiêu chuẩn đấy là chúng ta chọc các khoang này chúng ta thấy là là có dịch và với cái tràn dịch đa màng thì cái câu chuyện đầu tiên đấy là chúng ta phải đánh giá xem là dịch thấm hay là dịch tiết thì với cái việc mà chọc dò dò dịch màng phổi, màng tim hay màng bụng thì với cái tiêu chuẩn lai là đến cái thời điểm này thì đang thấy rằng là đây là một cái tiêu chuẩn mà để căn cứ để chúng ta phân biệt hay là dịch thấm hay dịch tiết thì ngoài cái việc mà chúng ta định lượng protein để tìm cái phản ứng rivanta thì trong lai người ta cũng có đưa ra đấy là cái tỷ lệ của protein dịch trên máu rồi ldh dịch trên máu và ldh dịch và trên 2 phần ba dịch máu bình thường thì đây là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta căn cứ để chúng ta phân chia xem là dịch thấm hay dịch tiết và xin nhắc lại đấy là dịch tiết thì chúng ta sẽ làm thêm những cái xét nghiệm thăm dò ở trong ở trong dịch về đầu tiên khi mà chọc dịch ra thì chúng ta sẽ cũng sẽ quan sát cái đại thể thì với cái màu sắc với cái số lượng rồi có cả mùi vị ở đây tức là cái mùi và đặc biệt là cái tính chất tái phát của dịch thì chúng ta cũng đã có thể giúp cái định hướng nguyên nhân và đây chính là cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải ghi nhận đấy là màu trong màu vàng nhạt hay màu hồng hay màu đỏ à, rồi nhìn màu sắc có đục có mủ hay không thì cái đấy là cái mà chúng ta luôn luôn phải ghi nhận trong cái hồ sơ bệnh án để chúng ta định hướng rồi dịch màu nâu cà phê sữa ví dụ chẳng hạn những cái tạng khác nó vỡ vào trong khoang màng phổi rồi kèm theo những cái tràn dịch ở màng tim có thể là vừa vỡ vào màng phổi vừa vỡ vào màng tim rồi à, dịch màu trắng sữa thì xem và có tràn dịch dưỡng chấp hay không thì đấy là cái màu sắc thì bao giờ chúng ta cũng phải à, phải được ghi nhận để chúng ta định hướng. À, và để cái bảng phân loại cái tràn dịch đa màng dịch thấm dịch tiết thì à, với cái tiêu chuẩn lai, like, tuy nhiên còn một số những cái tiêu chí về sinh hóa, về các tế bào thì chúng ta cũng quan tâm à, người ta định hướng là dịch thấm dịch tiết và đặc biệt đấy là định hướng về nguyên nhân và sau đây thì tôi sẽ đi à, những cái phần là những cái tập hợp những cái tài liệu xem là với những cái đặc điểm về xét nghiệm của trong dịch màng phổi thì chúng ta sẽ định hướng nguyên nhân như thế nào. Vâng, thì đây là với cái xét nghiệm dịch đa màng về sinh hóa thì chúng ta làm các chỉ số về protein, LDH, rồi đường, pH, có thể là tìm những cái yếu tố về 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 ứng, về về các bệnh miễn dịch những yếu tố dạng thấp hoặc là các kháng thể kháng nhân, amila về vi sinh thì thuộc vào cái căn nguyên mà chúng ta nghĩ đến ví dụ như là do lao hay do vi khuẩn hay là do các uh, uh, các nguyên nhân về ký uh, sinh trùng để chúng ta định hướng và phần tế bào đấy là chúng ta sẽ đánh giá về hồng cầu, bạch cầu những cái tế bào ác tính và những cái phần trên tôi nói đấy là gì? cái khối tế bào uh, để để tìm cái giá trị trong cái tìm cái nguyên nhân thì với cái tràn dịch mà trong trường hợp chúng ta định hướng là cái này là căn nguyên mà đánh giá cả trên lâm sàng rồi quan sát về mặt đại thể thì chúng ta tìm những cái căn nguyên mà do vi khuẩn hoặc là do lao thì chúng ta cũng sẽ nuôi cấy và những cái tài liệu người ta thấy rằng là và trên thực tế lâm sàng chúng ta nuôi cấy những cái dịch đấy thì cũng không phải rất rất nhiều các trường hợp là chúng ta tìm thấy căn nguyên thì cũng có tài liệu ta khuyến cáo là nếu mà tốt hơn hết là chúng ta có thể là cho cái dịch của chúng ta cấy giống như là bệnh phẩm của máu thì nó đảm bảo cái môi trường và uh, trong cái thời gian bảo quản cũng như vận chuyển và cái khả năng mà mình uh, tìm được cái căn nguyên vi khuẩn nó cao hơn rồi cái nhuộm mà soi tươi để tìm cái trực khuẩn kháng cồn kháng toan mình tìm trong cái dịch màng phổi để tìm những cái định hướng là bệnh nhân này có lao hay không thì cái tỷ lệ gặp tương đối là thấp dưới 10% và trên thực tế khi mà trung tâm hô chúng tôi làm những cái làm soi làm đờm AB dịch màng phổi thì chúng tôi thấy là cái gặp cái tỷ lệ cũng rất là thấp Uh, tuy nhiên là cái cấy tìm vi khuẩn lao thì uh, cũng tùy các nghiên cứu thì cũng thấy là cái tỷ lệ có thể 10 đến 30% và có những cái nghiên cứu người ta nói là đến 60% À, và chúng ta gần đây thì chúng ta thấy rằng là bệnh cảnh về nấm cũng bắt đầu đang gia tăng đúng không? chúng ta cũng thấy rằng là các tài liệu cập nhật nấm và đặc biệt là với cái sự phát triển y học chúng ta điều trị những cái bệnh ác lý ác tính thì cái tỷ lệ bệnh nhân gặp nấm cũng cao và cái vấn đề cái căn nguyên vi sinh này chúng ta cũng phải nghĩ đến và chúng ta tìm vì chúng ta không nghĩ chúng ta không tìm thì không bao giờ chúng ta tìm thấy cả à, tiếp đến là chúng ta trên thực tế lâm sàng chúng ta đánh giá xem là à, nhìn cái dịch đục đục không biết là cái này có phải là tràn dịch dưỡng chấp hay không thì cái này là cái mà người ta cũng phải có những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán phân biệt cái tràn dịch dưỡng chấp rồi tràn dịch giả dưỡng chấp và đặc biệt là có những cái trường hợp nghi ngờ thì với cái tiêu chuẩn thì người ta thấy rằng là phải định lượng được cái triglyceride với nếu mà nó trên 110 mg trên decilit thì chẩn đoán chắc chắn là tràn dịch dưỡng chấp À, rồi những cái trường hợp mà bệnh nhân có giả à, giả dưỡng chất tức là, là nhìn cái dịch đục thì thấy là triglycerides nó giảm hơn, dựa giả, giảm dưới 50 mg trên decilit và cholesterol thì trên 250 mg trên decilit tức là mình phải đánh giá cả triglycerides và cholesterol để mình phân biệt là trong trường hợp mà giả dưỡng chất tức là dịch đục do cholesterol trong màng phổi nó cao. À, rồi cái khoảng triglycerides từ 50 đến 110 mg thì thấy là mình phải xét nghiệm thêm là tìm những cái hạt dưỡng chất người ta hạt dưỡng chất người ta gọi là kilomicron tức là cái này để nó chứng tỏ xem là đây có phải là tràn dịch dưỡng chất hay không thì đây là những cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta nắm được để khi mà đọc những cái kết quả mà các đồng nghiệp từ các khoa hóa sinh người ta chuyển đến thì không biết là cái này có có phải là đúng là tràn dịch dưỡng chất hay không về amila amilaza thì các bác sĩ cũng phải nghĩ đến để chỉ định trong những cái xét nghiệm về dịch đấy là amylase tăng cao thì có thể hướng tới viêm tụy rồi u nang giả tụy rồi những trường hợp mà có thể có những vỡ thực quản vào trong trong màng phổi hoặc là trong ổ bụng và những cái bệnh lý ác tính của tụy thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có phải nghĩ đến chỉ định amylase ở trong dịch màng phổi để định hướng những cái bệnh lý của tụy đạ. Chúng tôi thì cứ lúc nào mà phát hiện ra amylase trong dịch màng phổi cao cái là chuyển được tiêu hóa đúng không? Là chúng ta tìm thấy nguyên nhân rồi và chúng ta kính gửi kính chuyển rất nhanh và và cái cái tiêu chuẩn của amylase ra máu cao đấy là nó tăng hơn cái giới hạn cao nhất của chỉ số bình thường trong huyết thanh hoặc là cái tỷ uh, lệ giữa amida dịch màng rằng màng phổi các màng với huyết thanh là trên một thì đấy là cũng có cái, cái tiêu chuẩn để chúng ta tiếp đến là chúng ta uh, cũng có thể thử cái ph dịch màng phổi kèm theo uh, thì nó cũng định hướng là những cái trường hợp mà nó vỡ từ ở trong thực quản tức là có cái có cái hội chứng mà chúng ta thấy rằng là những cái áp xe ở trong trung uh, thất mà do cái vỡ thực quản sau đấy thì nó vỡ vào trong màng phổi À, chúng ta những cái trường hợp này thì dịch nó tái phát rất nhanh rồi có thể là vỡ vào màng tim thì cái này người ta định lượng cái nồng độ pH thì người ta cũng thấy rằng là nếu mà trong trường hợp pH pH mà nó thấp dưới 6 thì nghi là cái bệnh lý của uh, của thực quản nó vỡ vào trung thất sau đấy thì vỡ vào màng phổi. À, rồi nếu mà pH trên 7,3 thì cũng nghi có có thể bệnh lý của tụy. À, rồi đánh giá về cái tiêu chí về đường ở trong dịch màng phổi thì nếu mà đường trong dịch màng phổi mà sấp xỉ cái lượng đường huyết thanh thì cái này là dịch thấm trong bảng chúng ta thấy rồi nhưng nếu mà đường mà dưới 60 mg thì người ta thấy rằng là có thể định hướng đến viêm khớp đa khớp dạng thấp thì qua cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khoảng 85% rồi tràn mù rồi những cái bệnh lý ác tính thì khoảng 30% lao 20% và lupus 20% À, về tế bào về bạch cầu ở trong trong dịch các màng thì cái này chúng ta cũng thấy rằng là nhiều lúc mình nhận cái tờ xét nghiệm về thì không biết là cái định hướng cái tế bào này như thế nào. Thì với cái số lượng bạch cầu thì dưới 1.000 trên mm khối thì nó là dịch thấm, trên 1.000 là dịch tiết. Thì đấy là cái tiêu chuẩn thường quy rồi. Và trên 10.000 thì có thể nghĩ đến một cái, cái, cái tình trạng mà nó viêm, viêm ở cận cái màng phổi. như Viêm phổi hoặc là viêm tụy. Trên 50.000 trên 1 mm khối thì là đấy là tràn mủ màng phổi. Rồi dưới 50.000 thì có thể là do lao, à, viêm mạng tính hay là bệnh lý ác tính. Thì đây là những cái con số, những cái điểm cắt của cái số lượng bạch cầu mà người ta định hướng à, cho các bác sĩ lâm sàng với cái nguyên nhân. Rồi cũng như vậy cái thành phần bạch cầu, à, tỷ lệ về lymphosit nếu mà trên 50%, thì chúng ta nghĩ đến là có thể do lao và đây cũng chính là một cái chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cái bạch cầu nó cũng có thể giúp định hướng nguyên nhân rồi do ung thư thì chúng ta cũng có thể gặp trên hai đến ba trường hợp hoặc là những cái tình trạng mà bệnh lý của hệ lympho À, bạch cầu đa nhân trung tính chiếm ưu thế nếu mà tỷ lệ mà trên 50% thì định hướng đến một cái tình trạng viêm rồi bạch cầu ái toan chúng ta cũng thấy có những trường hợp mà nó tăng trên 10% thì nghĩ đến một cái bệnh lý viêm phổi màng phổi do tăng bạch cầu ái toan à, và những cái trường hợp này thì các tài liệu chúng ta thấy rằng là nó không có tăng trong ung thư hay là lao Vâng, và đây là một cái giản đồ thì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ có cái hướng dẫn để cho mình đánh giá xem là cái tình trạng với cái dịch đa màng, đánh giá dịch thấm, dịch tiết để mình phân biệt và những cái chỉ số sinh hóa như là đường và ở đây có một cái có một cái xét nghiệm mà ở trên thực hành lâm sàng tôi cũng nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta là chúng ta chưa quan tâm đến đấy là người ta đánh giá cái cái chỉ số về adenosine deaminase thì cái này là một cái mà đọc các nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy rằng là đây là một cái xét nghiệm có giá trị để định hướng được là cái tràn dịch màng phổi các màng này có phải do lao hay không và cái 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 chỉ số này thì là là một cái protein mà nó được sản xuất ra bởi các tế bào lympho thì nó có các qua các nghiên cứu thì thấy là nó cũng có cái tỷ lệ nhạy và tỷ lệ đặc hiệu rất cao những cái trường hợp mà tràn dịch đa màng à, và khi tham khảo các tài liệu ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì chúng thấy rằng là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái này là trên 90% một cái nghiên cứu gần đây nhất của bệnh viện trợ rẫy à, của một tiến sĩ Cao Minh Thục ở, ở, ở thành phố hồ chí minh mà do thầy giáo sư trần văn ngọc hướng dẫn ấy, thì uh, cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ nhạy uh, trong trần đoán lao màng phổi ở cái chỉ số uh, uh, adenosine đi amylase này nó là 93% và độ đặc hiệu và độ đặc hiệu là 93% và độ nhảy là 85%. Thì đây là một trong những cái chỉ số mà chúng ta có thể quan tâm đến và ở chỗ chúng tôi thì mặc dù là cũng cũng là một cái trung tâm lớn và có rất nhiều những trường hợp tràn dịch đa màng nhưng mà hiện tại thì chúng tôi cũng chưa chưa triển khai những cái này và chỉ có một cái trung tâm ở Melatech ở ở hà nội mà thấy nói là làm rất nhiều các chỉ số thì hiện tại người ta làm và chúng ta có thể định hướng được có rất nhiều trường hợp là chúng ta phải tràn dịch trường hợp mà chẩn đoán tràn dịch đa màng mà không định hướng được nguyên nhân mà chúng ta nghĩ đến lao và điều trị không bằng chứng thì đây cũng là bên cạnh những cái xét nghiệm về măng tu rồi căng tepheron thì đây cũng là một cái chỉ số trong dịch màng phổi với cái độ nhạy độ đặc hiệu cao để các bác sĩ lâm sàng chúng ta có thể là có những cái căn cứ để điều trị cho bệnh nhân Vâng, và với cái giản đồ này thì chúng ta cũng thấy rằng là với nếu mà cái chỉ số AD đấy mà nó trên 40 đơn vị trên lít thì nghĩ nhiều đến là nó do là do lao rồi cái chỉ số về bạch cầu rồi amila rồi thì chúng ta thấy rằng là đây là cái giản đồ nó tóm tắt lại những cái định hướng của cái xét nghiệm về sinh hóa cũng như là cái tế bào để chúng ta định hướng. Tiếp đến là tôi muốn chia sẻ về cái phần mà khối tế bào hay là tế bào thì cái này là cái chỉ định mà bắt buộc là chúng ta phải làm đối với tất cả các dịch ở trong khoang màng phổi đấy là cái khối tế bào thì đây là một cái cái, cái, cái kỹ thuật mà chúng ta ly tâm dịch nhằm thu thập tối đa các tế bào trong dịch sau đấy thì đúc khối lại và uh, cắt nhuộm giống như bệnh phổi là mô bệnh học và nó có giá trị chuẩn đoán cao hơn so với kỹ thuật là chúng ta chỉ uh, lấy tế bào và phết lam thôi thì uh, các nghiên cứu người ta cũng đã chứng tỏ rằng là uh, cái giá trị của nó uh, nó tương đương giống như là cái mô bệnh học À, thực hiện cùng và với cái kỹ thuật này chúng ta có thể làm được nhiều cái kỹ thuật nhuộm khác nhau hoặc cùng lúc có thể nhuộm nhiều các dấu ấn hóa mô miễn dịch khác nhau để khảo sát à, sự à, để khảo sát xem là định hướng những cái vị trí ở tổn thương. Và khi thực hiện đồng thời cả cái phần tế bào học và cái khối tế bào thì có khả năng à, chẩn đoán cao qua các nghiên cứu. Ví dụ người ta có thể có những nghiên cứu ra thấy là 70% phát hiện những trường hợp mà ung thư biểu mô tuyến di căn. À, rồi uh, ung thư màng phổi rồi uh, những cái thể mà ung thư dạng tế, tế bào vẩy rồi hệ thống lympho rồi sắc côm thì chúng ta thấy rằng là có tỷ lệ để chẩn đoán. Vâng, à, thì đây là cái giản đồ để ta hướng dẫn đấy là gì với những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có uh, có cái bệnh phẩm là khối tế bào thì có những trường hợp mà chúng ta lấy được bệnh phẩm để làm được nhưng mà trên thực tế có những trường hợp mà bệnh nhân đúng tràn dịch đang mang đến nhưng mà chúng ta hút dịch ra với số lượng dịch nó không đủ để chúng ta làm khối tế bào thế thì ở đây nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mà có đủ để có thể thực hiện được thì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta xác định được là có cái căn nguyên rồi thì chúng ta phải làm thêm những cái dấu ấn gọi là hóa tế bào miễn dịch để định hướng được xác định cái tổn thương nguyên phát thì cái này là cái mà trên thực hành lâm sàng chúng ta thấy rằng là cái phần giải phẫu bệnh các bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh đang rất phát triển và gần đây thì bảo hiểm y tế cũng đã phê duyệt rất nhiều những cái dấu ấn và nó giúp cho định hướng tổn thương. Rồi nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân không thể lấy được dịch hoặc là dịch không đủ bệnh phẩm thì cái kết quả mà nghi ngờ có tế bào ác tính thì chúng ta cũng phải nên lấy bệnh phẩm bằng những cái kỹ thuật khác ví dụ như là sinh thiết màng phổi rồi hoặc là lấy lại bệnh phẩm để làm cell block nếu mà chúng ta theo dõi thấy dịch nó tái phát thì và từ với cái kết quả của cái việc mà làm xem block có thể là không thấy tế bào ác tính hoặc là có tế bào ác tính thì chúng ta có thể dựa vào kết quả những cái hóa tế bào miễn dịch để mình định hướng những cái tổn thương nguyên phát thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta gửi cái mô bệnh học đến cho khoa giải phẫu bệnh thì bao giờ cũng đề nghị làm thêm các dấu ấn thì cái này là cái mà về chuyên khoa giải phẫu bệnh nó sẽ giúp cho các bác sĩ định hướng cái căn nguyên nguyên phát Thế còn đối với cả cái khối tế bào học mà đã có những cái kết quả tế bào ác tính thì với cái sơ đồ này người ta cũng thấy rằng là mình phải nên làm các dấu ấn để mình phát hiện những cái tổn thương nguyên phát ở đâu dựa vào cái khối tế bào học này. Và có rất nhiều những cái dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán được cái nguyên nhân tràn dịch đa màng À, với cái những cái marker mà ở đây tôi cũng à, tham khảo và liệt kê để chia sẻ với các quý vị mặc dù nhìn này mình không hiểu mấy và nó cũng thấy hoãi cả mắt nhưng mà mình cũng các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng phải quan tâm đến để à, hiểu được những cái dấu ấn để mình chỉ định tuy nhiên là à, với đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo ở, ở ở quốc tế thì ở việt nam mình chúng ta cũng không thể nào mà đồng loạt để có thể làm được rất nhiều những cái à, cái dấu ấn này nhưng mà chúng ta cũng biết để là có những cái dấu ấn để nó phân biệt được những, những cái gọi là chẩn đoán ung thư biểu mô dương tính hoặc là âm tính để chúng ta phối hợp dấu ấn âm tính dương tính để mình uh, định hướng. Rồi những cái vị trí tổn thương nguyên phát ví dụ như là ung thư tuyến ở vú thì người ta cũng có những cái dấu ấn mà xác định dương tính âm tính. Rồi ung thư biểu mô tuyến ở phổi, ung thư biểu tế bào vẩy ở phổi, ung thư tế bào nhỏ ở phổi, rồi ung thư ở buồng trứng. À, rồi uh, những ung thư ở dạ dày và uh, những ung thư ở da thì uh, với mỗi những cái ung thư mà vị trí tổn thương nguyên phát như vậy thì nó cũng có những cái dấu ấn đặc trưng uh, và cũng sẽ giúp cho các nhà giải phẫu bệnh định hướng cho chúng ta và cái này tôi nghĩ là rất rất quan trọng trên lâm sàng để chúng ta làm thêm các xét nghiệm phối hợp uh, để chẩn đoán xác định cho người bệnh uh, và cái slide này thì chúng tôi cũng thấy rằng là uh, ngoài cái việc mà chúng ta đánh giá cái xét nghiệm về uh, về sinh hóa vi sinh cũng như là uh, tế bào ở trong dịch màng phổi thì những cái xét nghiệm cận lâm sàng khác ví dụ như là về trần đoán hình ảnh rồi xét nghiệm miễn dịch rồi nội soi sinh thiết và uh, sinh thiết uh, màng phổi sinh thiết màng bụng qua nội soi màng phổi cũng như nội soi màng bụng thì đây là những cái kỹ thuật mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta thường quy rồi và chúng ta phải phối hợp vào để chúng ta tìm những cái căn nguyên của tràn dịch đa màng À, và trên đây là toàn bộ cái phần mà à, chúng ta nói đến cái chẩn đoán tràn dịch đa màng chúng ta định hướng như thế nào ngoài cái việc chúng ta thăm khám lâm sàng chẩn đoán tràn dịch đa màng thì chúng ta cũng biết những cái ý nghĩa à, của các xét nghiệm để chúng ta định hướng chẩn đoán à, và tôi có ba cái kết luận trong cái phần trình bày của mình đấy là tràn dịch đa màng là bệnh lý với nhiều nguyên nhân của các bệnh lý tại các màng bệnh lý toàn thân và rối loạn chức năng cơ quan và các xét nghiệm về tế bào học khối tế bào sinh hóa và căn nguyên vi sinh thì có vai trò quan trọng trong chẩn đoán tràn dịch đa màng và chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch đa màng thì cần có những cách tiếp cận hệ thống để thiết lập được chẩn đoán nhanh chóng giảm thiểu được các kỹ thuật xâm lấn hoặc là không cần thiết và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của tôi tôi xin trân trọng cảm ơn ạ